Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành bên em. Ngày đầu tiên đi học, em mất ước nhạt rồi. Cô về an ủi, chào hỏi sau khi tan. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ.